để có chuyện tâm sự nói với mọi người, để mọi người không còn thắc mắc, có những cái muộn phiền chưa được giải tỏa. Thì hôm nay họ Ni với Loan cũng muốn giải tỏa những cái khúc mắc, những cái muộn phiền trong lòng, nó nói ra hết để mọi người hiểu hơn. Hôm nay là Ni với Loan là dùng cái từ khỏi nói là khẩn thiết luôn á, nói về Phương Lê. Mà cái người Phương Lê là một người bạn, gọi là một người bạn của Ni, thì Ni cũng không có thấy mà Phương Lê như vậy, Ni cũng không có vui, mà Loan cũng vậy. Thì chỉ lên đây để nói về Phương Lê, nhưng mọi người vô đông đông á, thì Ni với Loan chỉ nói với Phương Lê thôi, còn những cái khác Ni không có bàn, những người khác thì Ni không có quan tâm tới. Thì ai muốn bêm sao bêm, ai muốn kiểu như người ta làm YouTube thì người ta có thể lên, người ta mổ xẻ mới là chuyện người ta, Ni không có bàn tới. Cho nên là mong mọi người đừng có gửi qua cho Ni nữa nha. Ví dụ những cái nào mà tích cực thì mọi người gửi qua cho Ni, còn những cái tiêu cực họ muốn nói gì họ nói. Như vậy là Ni với Loan là đã vui rồi, tại vì có rất là nhiều cô chú anh chị, cộng đồng mạng là bao nhiêu người yêu thương rồi, thì có những người như vậy mình cứ coi như là con sâu đi, có vài con sâu thì mình cũng không có để ý tới. Ni buồn là về về Phương Lê với anh Vũ hoặc là anh Hai Vũ Luân, có anh em trong team thì Ni buồn thôi, chứ người ngoài là Ni không có buồn nha mọi người. Thật sự là Ni nói thật luôn á, nhiều khi Ni mắc cười chứ Ni buồn đâu. Tự nhiên mình không đụng chạm gì, nhiều khi mấy chị đó nhiều khi đó, nằm trên nhiều khi còn bệnh vậy mà sao cũng nhiệt tình quá, phân tích hơi nhiệt tình. Kêu là ở trên đời này không có người tốt, thì ví dụ Ni mà không có, sau này còn thời gian mà, ví dụ Ni không có tốt hay là Ni lợi dụng gì Loan hay là Ni có vấn đề gì thì còn mọi người mà, mọi người phân xử mà. Nhiều anh chị lo quá, nhiều chị cũng lo quá, bệnh hoạn không lo sức khỏe mình mà lo cho Ni quá, Ni cũng cảm ơn. Lo quá, lo là Ni sẽ trục lợi, nơi Ni sẽ không tốt đâu, hoặc là như thế này thế nọ. Còn nói Ni là không biết Ni ở đâu. Cái Facebook Ni Nana Si Nguyễn của Ni là Ni này nói là xài mười mấy năm rồi mà. Facebook xài mười mấy năm rồi, Ni ở An Khê Gia Lai, ai mà không biết ba mẹ Ni, không biết Ni. Đâu phải là đầu đàn xó chợ ở dưới đất chui lên đâu mà phải như vậy. Nên thôi chị nói như chị nói, mọi người đừng có gửi quá cho Ni. Nhiều khi mình mắc cười á. Mọi người biết không? Ai cũng là trái tim yếu đuối mong manh hết đó. Ông Hai Vũ Luân cũng yếu đuối mong manh lắm mọi người. Ông Vũ cũng vậy, cũng yếu đuối lắm, cũng kiểu là không có kiểu như Ni cứ cảm giác như Ni người đàn ông vậy trời. Gặp hai ông kiểu trời ơi sao mà mềm yếu dịu gì không biết nữa. Tổn thương chút là trời ơi không ngủ rồi suy nghĩ rồi chạnh lòng. Thì hôm nay hai chị em con cũng lên để gửi chút tâm sự đến cô chú anh chị, là thấy có nhiều cái hiểu lầm cho chị Phương Lê, cũng tội cho chị. Chị cũng mới buồn, chị khóc đây quá trời luôn. Chị nói là gì thì cũng có những nhiều cái hiểu lầm. Là lúc đầu là con cũng có gọi điện đến với chị Phương Lê, và chị cũng thương, và chị cũng chia sẻ với con trong trong giống như là tới tới lúc tới thì có chia sẻ mọi mặt trong trong gia đình luôn, em út này nọ luôn. Thì đó là trong gia đình thì chị luôn yêu thương và chia sẻ, chứ không phải như mọi người nghĩ là chị không giúp này nọ mà chị tự nhiên chị tìm đến là có vấn đề hay gì này kia đâu. Không phải, tội nghiệp chị thương con là thật lòng, không phải là lợi dụng hay gì đâu. Đại gia đình đừng có nghĩ chị vậy, rồi tội nghiệp cho chị. Rồi mấy nay chị buồn chị khóc quá chừng cũng tội, ăn ăn uống không không Ảnh được, hưởng không tới được con ốm cái luôn, nữa. ảnh hưởng cho con chị nữa. Thôi đại gia đình cũng bỏ qua, thương 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 hai chị em con đi, bỏ qua cho chị tốt lắm, chứ không phải là như mọi người nghĩ đâu. Giống như là chị đến Có thì nghĩa là cái việc lo vừa cái rồi gì. là trả quà thì bị tổn thương, nói là có nói là tôi đâu có đòi mà lại trả như vậy thì quá tổn thương. Rồi cái khúc mắc mà để hiểu lầm với anh Vũ thì cũng đã giải tỏa rồi, có nghĩa là do hiểu lầm rồi do cái sự hời hợt của hai đứa, có nghĩa là hời hợt của Loan của Ni, cái sự hiểu lầm chưa giải tỏa ý hết cho Phương Lê, rồi Phương Lê lại không hiểu, rồi anh Vũ lại không hiểu, là bốn người như vậy thì nó không có ngồi lại với nhau á mọi người. Cho lúc khi mà ngồi lại với nhau rồi thì sẽ hiểu hơn, mọi người hạ cái tôi một tí rồi để phân tích ra ai đúng ai sai, thì cứ nhìn nhận cái sai là mình sẽ hoàn thiện. Còn cứ mọi người người nào trong câu chuyện thì mọi người nào cũng muốn nói mình là mình đúng hết, mình là nhân vật đúng hết, mình là nhân vật chính hết, thì cái việc mâu thuẫn này nó sẽ kéo dài, nó sẽ không bao giờ có sự kết thúc. Cho nên là lúc mà Ni có, tôi lau nước mắt cho Ni, Ni không đâu có Ni đâu gì đâu, thì Ni cũng có nói chuyện với Phương Lê rồi Loan,
thì Ni cũng tìm hiểu là đúng, là cái sự hiểu lầm là mọi người đừng có công kích là Phương Lê tự tìm tới, mà là Loan á, có nhờ Phương Lê trong những lúc mà bối rối á, thì nói chung là tin Phương Lê, có nghĩa là Loan tin Phương Lê và tin Ni, cho nên có điện cho Phương Lê, có đôi lúc là phải cầu cứu Phương Lê đó. Cho nên mọi người nói, đôi lúc nói như vậy á, thì thật sự tổn thương, đó là tổn thương thật. Và Ni đã nói với mọi người rồi là thật sự mà Phương Lê mấy ngày qua bị công kích đó, Ni cũng không có vui. Bởi vì mọi người biết là Ni lúc nào Ni cũng nói với mọi người là giữa hai người, mọi người đừng có đem ra so sánh, tại vì không phải là giai cấp hay là gì hết, mà đó là cách cư xử. Và Phương Lê cũng chưa bao giờ Phương Lê bêm Ni hay là chỉ trích Ni, và Ni cũng không thể nào mà chỉ trích. Chỉ có việc sai ở chỗ là Ni cũng nói chuyện với Phương Lê rồi, là ở chỗ hiểu lầm anh Vũ. Và Phương Lê cũng có nói với Ni là ừ tôi cũng biết rồi, có nghĩa là Phương Lê cũng nói là Phương Lê cũng biết lỗi rồi đó. Rồi Loan thì lại biết lỗi ở chỗ là im lặng, phải nói cho chị biết, là nhắn tin cho chị biết bà này thì bà nhiều việc quá thì không nhắn tin, thì đâm ra là hờn giỏi chút xíu. Phương Lê nóng tánh chứ Phương Lê không có hiểm nha mọi người. Phương Lê Ni nói với mọi người nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, biết làm sao mà Ni có thể đôi lúc để mà nói về Phương Lê là Phương Lê không có hiểm nha, không có thâm, gọi là thâm hiểm để mà hại, để mà không, là Phương Lê không hề có. Cho nên lúc mà giờ bị ốm đi, sụt ký đi, rồi bị chỉ trích quá, đâm ra tự nhiên thấy thương, thì thôi mọi người thương Loan, thì mọi người đã thương Loan rồi, mọi người kéo theo thương Ni nữa, thì bây giờ mọi người bỏ qua, thương anh hai, thương Phương Lê, để mọi thứ nó êm đẹp, nó trở về bình thường, rồi chúng ta lại cùng nhau tập trung vô vấn đề chính, để sau này chúng ta không có xảy ra những cái sơ suất, những cái việc vừa rồi. Đó là một cái bài học, một cái sự rút kinh nghiệm. Đó, cho chắc chắn một điều là hồi nãy là đúng rồi, Phương Lê nóng và quá đáng thì Phương Lê cũng biết lỗi rồi. Có nghĩa là hiểu lầm á, kiểu ức chế, tức thì không biết làm sao. Thì mỗi người có cách thể hiện ra bên ngoài. Giống như như Ni thì Ni control. Còn Ni trước đây Ni cũng như vậy đó. Ni không control được là Ni sẽ bung ra. Thì sau khi mình bung ra thì mình lại mất điểm, mà bị chỉ trích. Mà trong cái lúc mình nóng giận thì mình không biết lỗi của mình. Nhưng mà khi mà phân tích ra ngồi xong, giống như anh hai đi, anh hai, anh Hương Lân đi, khi mà ngồi xong rồi là Ni cũng nói với anh hai là ví dụ cái sai của anh hai như vậy hay là cái sai của Ni như vậy, thì anh hai thì anh cũng lành tính. Nói chung là ổng thì nếu mà ổng không lành tính thì ổng đâu có xử sự như vậy, thì cũng bỏ qua. Tại vì cái người mà họ không nghĩ gì, họ cứ nghĩ họ nóng tính lên, họ nói, họ làm, họ bung xỏ ra cái cảm xúc của mình, họ không tính toán. Nó khác với cái việc cái người họ ta tính toán. Thôi thì bây giờ mọi người thương cái gia đình này, chúng ta cùng yêu thương mà đến, thì mọi người cũng yêu thương Loan, thì mọi người bỏ qua. Tại vì bây giờ Phương Lê cũng bị stress, rồi anh hai cũng bị stress, anh Nguyên Vũ cũng bị stress, rồi Ni cũng vậy, Loan cũng vậy. Mà bây giờ trong team mà có một người tổn thương thì giống như là một con ngựa cả đàn bỏ cỏ vậy đó, một con ngựa đau cả đàn bỏ cỏ vậy đó. Ni quên cái câu đúng rồi đó rồi. Thì giống như vậy, cho nên mọi người có thể gì Loan, có thể như mọi người gạt bỏ qua hết, có thể đừng có nói những lời tiêu cực nữa. Chúng ta yêu thương nhau, chúng ta comment những cái lời tích cực, để khi mà chúng ta lên livestream, chúng ta cùng tương tác với nhau, nó thấy niềm vui. Chứ ai cũng buồn hết rồi mọi người, thật sự. Ni nói với mọi người rồi, cái nào Ni Ni cảm thấy là Ni khi Ni dừng lại để cho Phương Lê dừng lại. Chứ còn để mà tâm Ni mà chỉ trích Phương Lê là mọi người đừng có đánh tráo cái việc là Ni có những người họ ghét mình, mà họ cứ nói là Ni muốn chiếm hữu Loan, Ni đẩy người kia ra, Ni đẩy người này ra, không có đâu. Trời ơi, mình thương nó thì càng thêm nhiều anh em chị em tới giúp Loan, san sẻ với mình càng vui, càng đông càng vui. Chứ có gì đâu mà phải ganh tị ở đây. Cho nên có những người như vậy thì Ni cũng không đáp trả, tại vì này họ đã sân si rồi. Họ đã nói họ đã sân si rồi thì mình không thể nào mình cảm hóa được họ hết á. Cho nên từ cái việc từ đời não đời nào họ vẫn nhớ, họ đem ra họ bêm. Từ hồi xưa ra họ không đem những cái tốt đẹp họ bêm. Thậm chí đây nè Ni nè, Loan thì nó vô tư lắm, chứ không phải là Ni lén đi coi điện thoại nó. Thì Ni coi cái tin nhắn Ni cũng mắc cười nữa. Mà con Loan là nó là cái người mà sân si lại, hoặc là nó xấu tính đi, nó chỉ cần nó chụp mấy cái tin nhắn lên là phải nhục mặt không cái chị gì Củ Chi đó. Nhưng mà không, nó cũng nói với Ni, nó kêu thôi chị Ni ơi, họ nói gì họ nói, em cũng bỏ qua. Chứ tin nhắn còn đây nè, cái điện thoại đây còn, tin nhắn còn một đống trong này. Nghe đó,
để mà lên đem lên, mà bây giờ mà đem lên bêm qua bêm lại thì nó không hay. Mà cũng Nhi cũng nhắc nhở chị rồi, tại vì tụi em không nói, không phải là tụi em để chị phân tích là tụi em chị đúng tụi em sai, có những cái chị nói thì chị tự chôn cái hố chị chôn chị đó. Tại vì đâu phải là một cặp mắt, đâu phải một cái đầu, mà đã là hàng triệu cái đầu, hàng triệu con mắt, hàng triệu cái tư duy, thì chị nói lên một người không không nói gì, không chị thấy ngàn người luôn, phải gọi là triệu người luôn, họ phản đối cái hành động của chị, thì đôi lúc chị phải coi lại. Chứ còn thật sự bây giờ chị khỏe mạnh thì không nói, chị đang bệnh như vậy chị nói, thì giờ đi bêm lại chị, tụi em cũng ngang ngửa với chị thôi. Cho nên vấn đề là thôi thì tại sao không thương nhau mà làm tổn thương nhau. Cho nên là giờ chị nói gì chị nói, cho nên vấn đề mình thẳng thắn ra để mà ngang hàng là không có thể ngang hàng được, kêu là ừ phải quan tâm người này quan tâm người kia. Ví dụ Phương Lê dù gì cũng làm là bạn, thì ít nhất là ừ ngồi nghe với nhau. Còn những cái người mà họ tự tìm đến, họ tự trách móc thì nó khác. Còn cái việc Phương Lê đây là chỉ đính chính là Loan có nhờ, thì mọi người có chỉnh chấm điều chỉnh cái việc đó, là Loan đôi lúc Loan có nhờ Phương Lê, đôi lúc không có đi ở nhà, đi đi nước ngoài, thì không có thể nào mà phủ nhận cái việc đó được, là có nhờ Phương Lê tới. Rồi bây giờ Phương Lê tổn thương là cái việc ừ tại sao nói là Phương Lê tự tìm tới, thì cũng như đi cũng tổn thương chứ. Là có những cái là Loan có nhờ, tại đôi lúc đó là tin Phương Lê cho nên có nhờ Phương Lê tới, và Phương Lê đã thương Loan dành thời gian rồi không có mặt ni cũng tới giúp đỡ Loan. Thì bây giờ mọi người chỉ mong là mọi người hiểu cái vấn đề đúng về cái bản ngã của nó thôi, chứ không có kiểu mà lên đây một vì một cái gì, hay là ừ nói cho lên nó để cho mọi người, nó có nhiều trạng thái lắm. Giống như là ni phân tích cái việc mà xin lỗi giận hờn, xin lỗi giận dỗi, xin lỗi thành tâm, xin lỗi khịa. Còn ở đây là ni với Loan gọi là dùng cái từ là cũng có xin lỗi đó, là xin lỗi thành tâm, nhưng mà đính chính cho người biết là nó đưa về cái bản ngã của nó là Phương Lê không phải tự tới, mà Phương Lê chính Loan là người gọi Phương Lê tới, cho nên khác với những người khác là người ta tự tới đó. Nhưng mà tự tới hay tới mình cũng phải đều biết ơn. Loan thì Loan nói không được, có thể là Ni sẽ thay Loan nói chuyện cho nó hoạt ngôn một tí để truyền tải để cho mọi người hiểu đó. Dù đến, dù tự đến, hay là dù tự nguyện, hay là dù mình kêu gọi, thì mình cũng đều phải biết ơn. Nhưng ở chừng mực là cái người mà họ tự đến, họ tự chửi, thì coi như là ngang bằng nhau rồi, cho vô đi ra, nó ngang bằng nhau rồi với cái việc mình kêu gọi, mình nhờ đỡ nó. Cho nên Ni muốn phân tích cái việc như vậy. À, để tôi follow kênh Phương Lê lại. Ok, cảm ơn Thùy Linh Lê nha. Không, Ni chỉ đứng lên Ni nói chuyện với mọi người, Ni không phải là nhân danh cái gì hết. Chỉ qua chúng ta là một gia đình, mọi người không gặp Ni, dù mọi người ở ở trên livestream không có đi cùng Ni, không gặp Ni lần nào, thì chúng ta cũng là gia đình online, gia đình trên Facebook, gia đình trên TikTok, để mà nói chuyện tâm tình với nhau, để hiểu nhau hơn thôi. Tại vì thật xa ra bây giờ Phương Lê chỉ nhấn mạnh một điều, nếu Phương Lê là người thâm hiểm, Phương Lê là cái người đanh thép, đanh đá, coi như là hại người, thì Ni không có lên livestream Ni nói đâu. Chỉ qua là Ni không muốn mọi người hiểu lầm một cái người, dù gì do nóng tính quá, thì nóng tính đâm ra thì nói lời không khéo, không khéo thì động chạm đó, tổn thương người khác. Thì trong nóng tính thì Phương Lê lại cái to lại cao nữa, chưa nên chưa thấy được cái sai của mình. Nhưng mà khi bình tâm mà stress mấy ngày nay thì Phương Lê cũng biết cái sai của mình đó. Bây giờ cô ấy cũng ốm lắm mọi người, ốm cực kỳ ốm luôn, có nghĩa là sốt ký rồi ảnh hưởng tới con cái nữa, thì cô ấy cũng biết cái sai của mình. Thì anh Nghiêm Vũ vừa rồi là hôm qua anh Nghiêm Vũ với anh Hai Luân á cũng nói chuyện với nhau, hiểu nhau rồi, thì bây giờ tới Phương Lê thì mọi người thôi thì mọi người thương nó mớm, thương cái gia đình này, cũng giống như Ni cũng là người dân rồi, Ni đến với đây cũng như là người dân như gia đình, thì bỏ qua hết rồi chúng ta lại bắt đầu tập trung vô cái vấn đề chính, để chúng ta có chung cùng chung lý tưởng là chúng ta yêu lẽ phải, chúng ta đem những cái gì về đúng bản ngã của nó, là đem lại công bằng, đem lại lẽ phải cho cô gái bé nhỏ nè, 37 tuổi mà coi như là chưa biết phải ra đời, phải xử sự, phải ăn nói làm sao để mà xảy ra những cái sơ suất, là không có làm trọn vẹn cái sự hài lòng của tất cả mọi người. Cho nên là thôi có những gì sơ suất thì mọi người bỏ qua, chứ cô này là thôi. Rồi có biết cái nhiều khi á Ni á, Ni nó cứ nó nói Ni sao Ni hay vậy, Ni sao Ni không khóc vậy, Ni sao em thấy Ni cứng rắn vậy, thì Ni cũng thương nó,
Ni cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm thôi chứ Ni cũng có hoàn hảo đâu. Ừ, tao như vậy, tao trải qua như vậy. Ừ, Ni thì cũng không có ngọt với nó, cứ mày tao vậy, cho nó dễ nói chuyện. Trải qua cuộc đời như thế nào. Rồi nó thì mọi người biết rồi, lúc mà chú Năm còn sống thì ăn ở nhà, cứ đi học xong về nhà, rồi nghỉ học sớm, cứ thui thủi trong nhà, rồi chơi với ai, chơi với bùm bùm, rồi chơi với con kia đó, rồi sống trong cái sự coi như là không có sự yêu thương của gia đình nữa, rồi có sự ganh tị đố kỵ giữa những người người lớn, rồi ảnh hưởng đến đến tinh thần, cho nên nó có cái sự sợ sệt, cái sự khép kín, cũng không trách được, nó đâu có ra đời mà để bôn ba rồi va chạm người này người kia đâu. Cho nên thôi mọi người cũng hiểu được phần nào tính cách của Loan, rồi hiểu được câu chuyện của gia đình chúng ta thì mọi người bỏ qua. Không bao giờ. Thì chắc chắn một điều là Phương Lê ý là Ni chỉ nói cho mọi người cái tình trạng bây giờ nó như vậy. Ni cũng buồn, ai cũng buồn. Đó, tại sao Ni đứng lên Ni nói cho mọi người hiểu về anh Vũ. Bây giờ lại hiểu về anh Hai Luân, hiểu về Phương Lê. Anh Hai Luân thì vừa rồi thì anh cũng bị, chắc cũng bị mọi người trách móc rồi. Nói chung là tấn công đó, thì ông cũng biết lỗi rồi đó. Ông cũng nói là đôi lúc anh, ông nói vậy mà hôm qua ông nói vậy mình đi bỏ qua hết nè. Thì Ni cũng có sai với ổng đó. Ni cũng có sai với ổng thì ổng có sai với Ni. Nhưng mà ổng nói là nhìn cái mặt Ni hài quá, cái ổng không có giận được. Thì tự nhiên ổng qua ổng nói gì, cái tự nhiên cái Ni bỏ qua này, Ni nói Ni, anh đang buồn, anh đang tổn thương, rồi anh bị kích động nữa, rồi anh cô đơn á, nhiều lúc anh ở cái mấy đứa nhỏ nó về hết á, cái anh cô đơn, cái tự nhiên anh bị kích động á, cái anh suy nghĩ cái hành động tự nhiên anh giật mình lại. Thì Ni mà kêu, thì mà nói ông cũng mệt lắm, cái hết chuyện hay sao á, đi làm cái clip mà trúng cái thời điểm này đó. Thì ông mới nói là thì đó thôi, bây giờ anh cũng sợ quá rồi, bây giờ anh làm cái gì anh phải cân nhắc, và cả việc Ni nữa, bây giờ Ni cũng làm gì Ni cũng cân nhắc hết. Ni cũng muốn mọi người cùng yêu thương, chứ đừng nghĩ trời ơi Ni phải tặc người này ra, Ni phải cắt người này ra. Trời ơi, có những người sao họ suy nghĩ tiêu cực. Ví dụ như Ni đến với Loan, Ni tốt với Loan, Ni chơi với Loan, Ni hỗ trợ Loan, thì cái người cùng nhau hỗ trợ với Ni, chia sang sẻ yêu thương, trời ơi sao mình càng mừng càng vui á. Ví dụ mình yêu thương nó là những người yêu thương nó, mình yêu thương người đó luôn. Mắc mớ gì phải ganh tị rồi chiếm hữu rồi thống lĩnh rồi cái gì kêu là gì ngôi đế gì hoàng thái hậu, hoàng hậu gì không có. Trời ơi, phải chi mà được lên mà vô cái ngôi vị mà để mà chiếm hữu nó, mà trời ơi hàng ngày nó cho nó bưng coi như là cơm bưng nước rót cho tôi, rồi tiền bạc mà đem cái hồ lô gì này đổ vô tiền vô, thì trời không bao giờ lên like mà nói, không bao giờ mà để giải thích cho mọi người làm gì, chỉ có yêu thương mà đến với nhau thôi. Chúng ta có đó, mọi người thấy rồi, cái thời buổi giờ đâu phải như hồi xưa đâu. Hồi xưa thì còn ăn uống đồ, giờ thời buổi giờ mọi người thấy không, sống nay chết mai, cuộc đời nó vô thường, tự nhiên thì ganh ghét nhau, trong khi mình tại sao mình không tạo ra yêu thương. Ni thì Ni không có đủ tuổi để mà chia sẻ những kinh nghiệm sống ở đời cho mọi người, nhưng mà Ni nói những cái khách quan để mọi người suy nghĩ tích cực hơn, rồi chúng ta coi như bây giờ là góp nhặt yêu thương đi đó, coi như bỏ qua những cái ganh ghét ra, để chúng ta sống vui vẻ, để về những cái khoảnh khắc ban đầu cùng nhau xây dựng đó. Chứ bây giờ mà cứ sân si chỉ trích rồi ai cũng buồn hết. Ni mấy ngày nay đi đâu có ngủ đâu, rồi Loan cũng không ngủ, anh Vũ không ngủ, rồi Phương Lê cũng không ngủ, anh Hai cũng không ngủ. Ông Hai ông đâu, ông biết chứ, mọi người thấy rồi, ông vừa rồi là ông cũng bị stress rất là nhiều. Ông kêu ủa cái đó là anh cũng không biết rồi, ủa anh nói cái đó là sai hả Ni? Thì Ni nói ôi anh sai, anh nhìn cái bình luận là anh biết, anh hỏi em đó. Thì ví dụ khi Ni nói ra thì Ni sẽ đọc cái bình luận, trên cái bình luận là bình luận bên những người tử tế đó, có nghĩa những người hồi giờ họ theo dõi nè, họ ủng hộ mình, họ ủng hộ Loan, thì khi họ góp ý thì Ni sẽ coi những cái comment đó, Ni chấn chỉnh mình. Chứ còn những người mà bên phe kia mà có công kích Ni là Ni không có chấn chỉnh mình đâu. Tại vì Ni không biết là người ta nói xấu mình là cái điều hiển nhiên rồi, mình không nhìn lại bản thân mình. Nhưng mà những người thân cận bên mình nè, họ góp ý với mình là mình phải tiếp nhận đó, để mình điều chỉnh lại bản thân mình, có gì đâu. Biết sai là chỉnh sửa để mình hoàn thiện hơn, chứ còn lớn hết rồi đâu có cố chấp gì đâu. Đúng rồi, người bị tổn thương là anh Vũ. Hồi nãy Ni cũng có nói với Phương Lê, thì Phương Lê cũng có nói rồi đó, mọi người hiểu không? Thì Phương Lê thì giận anh Vũ, thì không biết nguyên do gì, thì bây giờ Ni biết nguyên do rồi, thì anh Vũ cũng không biết Phương Lê giận anh Vũ vì cái gì. Thì bây giờ nói lại với nhau thì bây giờ giải tỏa hết rồi, thì anh em thì nói chuyện bình thường với nhau,
đó, chứ không có gì. Thì Phương Lê cũng nói là tự nhiên đến cái vấn đề phim ảnh để mà hiểu lầm nhau, thì bây giờ tất cả các coi như là khúc mắc này đã giải tỏa hết rồi mọi người, vui vẻ lại với nhau rồi đó. Thì cũng gần tới rồi, cũng gần tới cuối đoạn đường rồi, cùng nhau đi, cùng nhau vui vẻ với nhau để ai cũng ngủ ngon hết, rồi truyền tải những cái thông điệp tích cực để mọi người cùng nhau vui vẻ, chứ cái ngày nào cũng có drama hết, sóng gió này sóng gió kia đó. Thì mọi người giờ biết rồi, bà lên like là bà cứ dây này Ni ơi, giờ cái này nói làm sao, tại vì Ni không có hoạt ngôn, Ni thì cũng không ăn nói khéo, nhưng mà Ni ít nhất là Ni nói hơn nó, nhiều khi Ni dạng dĩ hơn nó. Bà này thì bà không có biết nói, nó lên đó cứ cái mặt này nè đó, cái mặt y chang vậy, rồi khóc, ai nói gì động chạm cái là khóc, không biết nói ức rồi khóc. Cứ đại gia đình của con, cảm ơn đại gia đình của con, yêu thương con nghe, đại gia đình của con lên livestream con nghe, rồi bán hàng là giống như giờ học cái giá đó lên xong. Chứ còn mà để mà bày tỏ gửi cái thông điệp rồi để giải tỏa cái nỗi lòng mình cũng không biết cách nói chuyện đâu mọi người. Đúng rồi, tội nhất là mẹ của anh Vũ. Thì cái vấn đề mà Phương Lê lên nói mẹ anh Vũ cũng hiểu lầm, tất cả đều hiểu lầm hết mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Cho nên Ni cũng nói là thôi bây giờ mọi người giải tỏa hết giùm Ni, rồi Ni cũng thấy thoải mái, mọi người cũng thấy thoải mái mà đúng không. Cho nên là chúng ta vui vẻ lại với nhau. Anh Vũ thì cái trời ơi, cái tâm ổng thì ổng cũng lành lắm. Ổng giận giận chứ nói ổng cái ổng cũng ừ em, anh cũng muốn vui vẻ. Chứ mấy lần trước là bị stress, cứ vậy cứ điện Ni rồi điện người này điện người kia, tức tự nhiên nói anh không biết anh làm cái gì luôn, sao nó bị như vậy. Thì Ni cũng biết rồi, cái tâm ổng là lành lắm, cho nên là ok ok để em tìm ra cái khúc mắc cho bây giờ. Nó rối bù muối nhùi dầm như đó, không có biết gỡ từ đâu hết. Thì cũng giận Phương Lê, Phương Lê lên thì giận ông Vũ, giận rồi Ni giận, rồi giận qua giận lại, cái tự nhiên giận từ hai người nhân lên mà không có tháo gỡ ra, thì giận nguyên đám, cứ người này bên người kia bên người nào, không biết cái đâu là lần hết, không nhìn thấy được cái sai. Nó hạ cái tôi xuống một chút, sau đó chúng ta ngồi lại, chúng ta giải tỏa hết. Thế là nhìn chị lo ăn cân xỉu đây, bẻ đây, đây nè đó, cứ vậy đó, cứ vậy xong rồi đó. Bà Ni bà đâu rồi, bà Ni ơi bà đâu rồi, mọi người nghĩ sao mà bỏ nó được. Đôi lúc giận thì ừ thôi mày để đó đi, rồi tao mệt rồi tao dừng bước. Chứ cũng có một lần mọi người biết không, để mọi người biết cho Ni cho nghe cái đây nè đó. Có lần khóc với Ni là Ni đứt ruột luôn, chứ đừng có nghĩ là ừ trời ơi bám víu nó để mà ừ kiểu được cái này được cái kia. Tích cực lên đi chị ơi, nhiều khi em thấy chị lên dạo này do chị khỏe mạnh thì em không nói, chị phải suy nghĩ tích cực lên chứ, sao chị cứ nghĩ hồi giờ chị không thấy người tốt cứ lên nói như vậy, rồi đâm ra rồi em thì em không sao. Mà nhiều khi nó thấy em bị tổn thương, nó tự nó sợ em bị tổn thương, thế là nó cứ kêu trời chị ơi chị có bị sao không, chị đừng có coi đừng có nói, không có gì đâu, có gì đâu mà sợ nó. Này cho mọi người coi nè. Nè. Cái nhìn này cũng thấy rồi đó, em có muốn em gì đâu. Đó mọi người thấy không? Muốn anh chị hòa đồng vui vẻ. Nó gọi nè. Nó đôi lúc đi stress chứ. Nó đôi lúc đi đi stress luôn á, đi muốn một mình á. Chị bỏ em. Nó thấy không? Mọi người thấy không? Làm sao mà không quay lại? Không có ai, không có ai hết đó. Rồi đôi lúc đi ra trên sân bay á, đi rồi ngồi trên máy bay, tự nhiên Ni thì đi ít khóc lắm, Ni mạnh mẽ mà. Tại nó chạnh lòng. Rồi đi qua nước ngoài cảm thấy buồn, nó khóc như vậy thì cũng phải bay về. Trong khi đi nước ngoài mọi người biết rồi, bay buổi tối sáng tới 8 tiếng rưỡi, bắt đầu chiều rồi phải bay về. Mà ở Úc bay về Việt Nam em, mọi người nghĩ có một ngày một đêm đó, mọi người nghĩ đi, là thành 2 đêm chứ. Rồi về Việt Nam rồi hết rồi, ngồi trên máy bay hết 17 tiếng rồi, về Việt Nam đâu có nhỏ. Bởi vì cho nên là khi yêu thương rồi là mình không có nghĩ gì nữa hết mọi người. Không có nghĩ nhọc nhằn, không nghĩ vất vả, không nghĩ gì hết. Chỉ muốn vui thôi. Cảm thấy tinh thần nó quan trọng mà thật sự. Khi mà mình rồi tinh thần nó quan trọng cực kỳ luôn. Đó mọi người nghĩ như vậy đi, rồi làm sao mà để mà bỏ nó đi. Rồi không yêu thương nó hả? Ok, Phương Lê phải xin lỗi mẹ anh Vũ và anh Vũ. Thì Phương Lê hồi nãy Phương Lê cũng có, nói chung là Ni cũng có nói chuyện, ba chị em có nói chuyện với nhau. Rồi Phương Lê cũng nói là giống như mọi người hiểu cái tính Phương Lê không? Phương Lê không đĩ miệng, nó không đĩ miệng được, tại cái tính nó quá thẳng. Cho nên khi nó nói ra này nó cũng ngại, tại vì bây giờ lỡ trớn rồi, Ni hiểu cái cảm giác. Là Ni chỉ nói cho mọi người là đến ngày hôm nay Ni vẫn coi Phương Lê là bạn, bởi vì Phương Lê không thâm hiểm, không nham hiểm, không hại người. Đôi lúc thì nè mọi người hiểu mọi người cái tính, khi cho đi rồi tự nhiên cảm thấy
bị tổn thương. Tổn thương xong rồi là tôi phải nói cho đã cái nơi tôi là tôi có đó như đóng góp mà. Tại sao lại phụ cái ơn của tôi phụ cái đó, nhưng mà họ cứ hiểu lầm lại như vậy. Mỗi người mỗi tính đó. Cho nên là chứ còn thật sự mà để mà mưu mô tính toán mà nham hiểm là Ni không có lên đây Ni nói, để cho mà Ni để lầm, Ni để cho một con người mà làm ảnh hưởng tới Loan hoặc tới Ni, mà mình chơi với mấy người nham hiểm mình cũng sợ nữa đó. Mà Phương Lê thì không có, cho nên mình phải nói cái vấn đề này để mọi người hoan hỷ hết, để mọi người cùng nhau yêu thương, cùng nhau giải tỏa hết, là ai cũng vui. Không riêng gì Ni, mọi người nghĩ không riêng gì Ni, không riêng gì Loan, mà là chắc tất cả mọi người nghe khóc luôn trời đó. Sao mà không khóc được, Ni đi đâu có được đâu, nó gọi Ni này mình nhiều cũng Ni buồn lắm. Ni buồn là biết sao, ai không có cảm xúc tự nhiên, cái tự nhiên anh chị em nói gì tự nhiên Ni cũng chán đời. Nó trời ơi, mày cho tao nghỉ một ngày hai ngày tao bình tâm lại đi, chứ bây giờ tao rất là mệt mỏi, không biết làm sao mà để cảm thấy mà cái lòng mình nó nhẹ đi. Nó giống như là nó đang đè nặng triệu con ti trong tim mình vậy đó. Vũ bỏ qua nhưng không có nghĩa là Vũ sai, chị qua cũng không muốn chấp nữa và chị muốn yên, không chấp niệm. Ok, đúng rồi, chị mong chị Hồng Loan có cuộc sống bình yên. Thì mọi người thôi, bây giờ Loan thì cũng ok nè. Loan thì mọi người biết là coi như là đó, cái mặt bả đây, cái mặt là muốn tán cho một cái luôn. Cứ gì này ơi, nói sao và nói cái đó cũng không biết, tại vì mọi người biết từ nhỏ 37 tuổi thì mọi người ra đời, phải trừ khi ra 18 tuổi 19 tuổi ra đời, phải không, lăn lộn với đời đi thì mới biết được. Còn đây không lăn lộn với đời, cứ vậy thôi, là cứ suốt đời mình, nếu mà ở trong nhà mà không có cái người mà họ khai sáng ra đó. Đó, họ rèn rồi dùng cái từ thôi, mọi người cho Ni dùng cái từ hơi thậm sân hoáng tí là rèn dũa nó đó, cho nó học được cái sự mạnh mẽ này, học kinh nghiệm, lấy kinh nghiệm này, nó va chạm nó cho nó giống như Ni tưởng tượng, tôi đẩy mày ra đời đi, mày bầm dập đi rồi mày thấy vậy đó. Cái MV đó thì Ni có anh Vũ á, là anh nói là thôi anh kêu bây giờ đang ồn ào mà anh chị em thì đã hợp lại với nhau, thôi bây giờ cái MV đó anh cũng khép lại. Nên nói không, để hỏi ý kiến mọi người đi rồi post lên cho mọi người. Chứ Phương Lê thì Phương Lê cũng bỏ qua rồi, Phương Lê cũng nói rồi đó, hồi nãy là Ni cũng mới xin lỗi Phương Lê rồi. Ni nói là tôi cũng hiểu lầm bà cũng hiểu lầm tôi, rồi Loan nó hiểu lầm, mà vấn đề là ở anh Vũ. Thì Phương Lê xin lỗi anh Vũ một chút là xong này nè, không có cái gì hết trơn á. Thì chuyện cũng hiểu lầm thôi đại gia đình ơi, nhưng mà mình hoan hỷ bỏ qua hết nha đại gia đình. Vậy đi cho mình tâm hồn mình được thoải mái. Vui là chính nha đại gia đình nha. Tự nhiên Ni nhìn á, mọi người đừng có nghĩ là tại sao mọi người nói là phí lời. Ni không có gì hết á. Ni nhìn ba đứa con gái của Phương Lê Ni thương thôi. Mọi người hiểu không? Mình ảnh hưởng đến tự nhiên cái Ni thương. Với lại cũng không nghĩ, nó cũng không có hiểm, nó cũng không có thâm sâu. Nó nói sọt cái miệng nó thôi. Đó, chứ mọi người đừng có... Không phải là Phương Lê quay lại. Mọi người hiểu là vậy nè, để Ni giải thích cái chỗ này. Khổ lắm, không nói hết ý thì mọi người kêu là coi hết đêm nay. Có nghĩa là vẫn bình thường với Phương Lê, nhưng Phương Lê xin rời khỏi team. Hiểu không? Mọi người hiểu rằng có nghĩa là Phương Lê không muốn hận thù, Phương Lê không muốn phải nhìn mặt nhau để mà coi như không có nhìn mặt nhau nên Ni nói lộn. Phương Lê không muốn là giận hờn mà để mà chị em mà xích mích với nhau, chứ không phải đưa Phương Lê vô team. Mọi người hiểu không? Là Phương Lê rời team đi, có nghĩa là chỉ qua là giải tỏa được cái nỗi lầm, cái khúc mắc, cái hiểu lầm. Sau rồi là Phương Lê rời team, chứ Phương Lê không có hoạt động trong team. Có nghĩa là về vấn đề pháp lý đi cùng với Loan là chị Ni, rồi anh hai, mọi người trong team, chứ Phương Lê là rời cuộc sống về gia đình, chứ không trong team. Thì mọi người đừng có xong, mọi người nói Ni là sao? Ai? Mọi người hiểu ý Ni nói không? Là Ni chỉ nói với mọi người là Phương Lê sẽ rời team. Tại vì Phương Lê có đập chắc, có lẽ là Phương Lê cũng nhìn được cái góp ý của mọi người, là Phương Lê nóng tính đôi lúc Phương Lê không control, thì Phương Lê không có đi cùng team được. Tại vì bây giờ Phương Lê còn vô team thì nó có hai vấn đề dễ khó xử, là vô thì bên đây không biết sao mà mọi người thì cũng không đồng ý. Thì Phương Lê nói là Phương Lê khép lại ở với gia đình, về với gia đình, nhưng ý là Phương Lê không có nhờ Ni với Loan gì hết, mà kiểu sau khi mà tâm sự xong thì Ni cảm thấy thôi Loan ơi, mày lên mày với tao lên đây nói chuyện để cho giải tỏa hết khúc mắc,
chứ Phương Lê không có vào team để mà hoạt động, để mà cùng nhau với như trước là không có. Tại vì bây giờ Phương Lê về với gia đình, còn cái vấn đề ở đây là không phải là gây lộn với nhau rồi không nhìn mặt nhau rồi giận hờn nhau là không có. Đúng rồi đó, Phương Lê phải có một lời xin lỗi miệng anh Vũ. Hồi nãy Phương Lê có nói rồi, nhưng mà tính bà thì bà hay kiểu, bà không có phải người ngọt ngào á, kiểu có sao nói vậy, thẳng tính rồi kiểu sợ cái tôi cũng kiểu hơi ngại là bây giờ mình không biết nói làm sao, cũng biết lỗi cho mọi người, không biết nói làm sao cho vừa lòng, rồi thấy mọi người chửi quá, rồi bây giờ cô ta cũng bị stress dữ lắm, bây giờ ta ảnh hưởng con cái nữa. Ni, vậy chúng tôi rất an tâm. Đúng rồi, không có phải Phương Lê không có vô team, Phương Lê tự rời luôn, là Phương Lê nói Phương Lê biết được là bây giờ Phương Lê về với gia đình, chỉ có qua là cho anh chị em giải tỏ thôi. Và thật sự một cái điều là Phương Lê rất là thương, thương là thương thật luôn đó mọi người, chứ không có câu view câu like gì đâu. Là đáng lý là cái này do là sợ mọi người công kích đó, cho nên là cái vấn đề chừng sau này 2-3 tháng nữa đi rồi đi nói, chứ còn giờ đi nói ra mất công mọi người lại nghĩ Phương Lê này kia nữa đó. Phương Lê chỉ nói thôi, bây giờ lặng thầm đi, chứ Phương Lê cảm thấy bị giống như chưa bao giờ kiểu thương bé Loan mà hiểu lầm bé Loan, cái bé Loan nó làm tổn thương á đó. Cho nên bà này thì bà hơi hợt, bà đâu có biết ăn nói, bà kia thì bà lại hiểu lầm. Thôi bây giờ vậy nha, nên là giải thích rồi là không có vào team, Phương Lê tự rời luôn, và không có, đã hứa là không có vào team, để mọi người làm là giấy tờ pháp lý là Ni sẽ đi với Loan đến đoạn đường, và Ni cũng không có bỏ Loan, trừ khi Loan đừng có làm gì, đừng có xảy ra nữa. Thì tính tình ai cũng vậy, ai đâu phải là sắt đá đâu mọi người, cũng là người phàm xác thịt thì đôi lúc cũng hơi giận hờn. Tới Ni cũng đây nè, Ni mạnh mẽ nhiều khi đó mọi người thấy rồi đó, Ni không nghe điện thoại nó khóc cái Ni cũng về, khóc cái nó trời ơi. Nhiều khi sắp ra ly đi rồi một ngày cũng về với nó. Cho nên thôi mọi người bỏ qua, tĩnh lặng hả? Tĩnh lặng. Em vô Facebook chị là em comment, rồi em vô Facebook Loan comment mấy lần rồi. Em vui không? Chị biết em là ai á? Em vui lắm không? Hả? Em thấy team chị quay lại em vui lắm không? Hay là em buồn, em tức tối, em muốn tan rã đúng không? Có nghĩa là Phương Lê biết rồi, biết là khi mà ấy mẹ anh Vũ như vậy thì Phương Lê biết lỗi rồi. Nhưng mà mọi người hiểu không? Cũng hơi ngại ngại á. Chắc là nay hoặc là mai gì đó, rồi Phương Lê sẽ không biết nữa, không biết cái lịch xin lỗi lúc nào nữa. Nhưng mà theo cảm giác của Ni á, thì chắc Phương Lê sẽ có một cái buổi để mà nói chuyện. Rồi chứ mấy đây là cũng stress, rồi bên con gái rồi cũng khóc, cũng đó. Không có quay, Phương Lê rời thêm nha mọi người. Để nói cho mọi người an tâm là rời thêm về với gia đình, lo việc làm ăn buôn bán con cái, rồi vừa nói lọt làm ăn buôn bán, làm ăn kinh doanh, đó.